Xin chào. Xin chào. Hi Cindy, hi Emily. Em in Nini. Xin chào. Mãi xin phép ngoài, mãi xin phép mắt. Nói. Hôm nay ai sửa ghế rồi vậy? Đổ ghế đó của em. Ủa sao tự nhiên mình lái nó hết mưa ta? Hay vậy? Chào các bạn nha, hôm nay Lòng Lúa với lại chị Phụng chở Emily ra ngoài phi trường. Hey Emily, đi xa hết. Yes. Buồn không? Buồn, ngày cuối buồn rồi. Ngày cuối buồn ha. Yeah. Buồn cho nên trời cũng mưa luôn. Yeah, nó mưa cho mình luôn. Yeah. Mưa giống mình khóc. Hôm nay Emily về lại Edmonton. Dạ, yeah, quên giới thiệu, đây là cô thạc sĩ trẻ. Dạ, yeah, thạc sĩ đàng hoàng nha. Xin chào. Yeah. Không biết mấy độ mà nóng dữ. Ok, let me. Chưa cứ quen cái chưa quen gì? Cái gà, cái nhích, cái nó lên nhanh quá, đạp cái nó nhanh như sợ luôn. Không phải buông ra cái nó tụt xuống nhanh thì là nhanh luôn. Cái gì cũng nhanh hết. Trời giống trời giống xe xăng ha. Giống cái gì? Trời giống như chạy xe bình thường mà. Ừ đúng rồi đó. Ok. Đó. Ta là người lái xe cẩn thận cho bình thường. Giống ta không có lái. Giống bình thường nó thả ra ra nó vẫn còn chạy. Tới... Ok đó vậy đó. Yeah. Ừ. Thế hồi nãy là cái gì? Sport hả? Không, hồi nãy là chế độ tái sinh điện cao nên mỗi lần mình nhảy ra cái thắng cho mình để mình nó sạc điện. Video vừa gọi là mấy người rất là nhiều người là khen Emily là cô giống như gì ta, cô gái tốc độ. Cảm ơn. Mai mốt qua làm video thề. 6 tháng nữa. Có nhiều người nói chạy mà còn ngồi kế bên còn hồi hộp giùm cho Lông Lúa luôn á. Nghe chưa? Chạy quá trời mà. Hôm nay trời mưa cả ngày luôn. Emily đi cho nên trời mưa cả ngày luôn. Hôm qua bà nội dẫn Emily đi đâu ăn vậy? À, giờ đi ăn sushi, vẫn đi ăn sushi. Nori? À. Nori sushi? Đi hồi 5 giờ đó mới có chỗ. Ừ, đi Nori. Ngon quá vậy. Đừng sao mà ở đây mình lạnh lắm á. Đừng sao ở đây mình trừ 10 độ nữa á. Wow. Dạ. Ở bên mình trừ 28. Trừ 28 độ. Ừ, 28. Ờ. Còn ở bển thì cả hôm qua đâu. Ờ, sợ... Đó hả? Chạy quá tốc độ nè. Tốc độ 50 mà chạy thêm mấy nè. Thấy chưa? Nó chạy ẩu mà không chịu không? Thấy không? Bữa nay là coi như quay phim lại hết rồi, không có chói được nữa. Tại chiếc xe chứ chạy nhanh quá. Mình theo nó, lỗi tại nó đó. Ờ. Chen lên ngay ở đèn nữa nè, lỗi nữa nè, thêm cái lỗi nữa nè. Ok, wow, vậy mà không ẩu ha. Vậy mà nó là không ẩu. Không. Ngồi á thì ngồi, còn nếu mình thì chấm điểm là chắc. Oh, man. Điểm này mà ông nào chấm thi đậu thì không biết. Mười mấy năm chứ rồi. Vậy mà đi thi cái đậu liền. Ờ, ta đi thi một lần là ta đậu rồi. Con nghĩ là cái người chấm thi người ta sợ quá, người ta không muốn gặp lần nữa, cho nên người ta cho đậu cho xong, mà mốt bữa mà gặp lần nữa người ta yếu tim. Thấy lỡ mà cho gớt xong rồi quay trở lại người ta chấm lần nữa người ta yếu tim người ta chết. Cho nên... nhờ vậy hơi đúng không? Chị cũng hay đi thi cái đậu liền, thi quốc tịch cũng vậy, một lần cái đậu. Bữa chị Phụng có hỏi đi, anh Vân là có người muốn làm quen với chị Phụng chưa? Em hứa là để hỏi anh Vân trước mà. Hôm nay phải thưa lại với người ta chưa? Hỏi đi. Hả? Chị hỏi, đi. Chị hỏi anh Vân đi chứ. Đó là ai hỏi đi, hỏi. Ai hỏi anh Vân đi, sao chị hỏi? Ôi da, Emily.
có người muốn kêu con là qua Toronto làm dâu. Nó đi, đi hiểu làm con. Dâu là gì không? Hiểu không con? Dạ con hiểu. Hiểu không? Chắc không được. Chắc không được. Chắc không được. Sao không được? Không biết, chưa gặp nữa làm sao làm dâu. This is a good video. Cái này là Emily không có sợ bị ế con ơi. Con anh nào đó nói là qua con tôi làm dâu của mẹ anh. Con tôi thì cũng còn gần nhiều chỗ lắm á. Dạ, không phải Việt Nam mà Việt Nam. Việt Nam á, muốn gì Việt Nam à? Chỉ có anh nào ở Việt Nam đang single nhưng 30 tuổi trở lại ha. Ni lái má mi không có cầm không có miệng với dịch này ni. Ok lấy xe anh kiếm không? Hả? Bữa mình đi đây trời đẹp quá, bữa nay đi đây đẹp. Tới rồi. Tới rồi. Con đi WestJet hay là đi Air Canada? WestJet. Nhà gia đình này như WestJet fan đó nha. Có mua membership của WestJet không? Không có, đi ngoài mà sao không mua? Nó hết làm rồi đó. Nó nghỉ rồi đó. Ngày nay mua airport. Đây nè, bẻ giò đi đi đậu đây được rồi. No, welcome. Thank you. Đi chơi văn, khỏi chơi văn. Khỏi chơi văn luôn. Thank you, Carolyn. No, thank you. Wow, một cái vali đẹp quá vậy. Vali này đựng đồ đâu có bị hư. Giống cái vali, giống cái vali đựng súng của em á vậy. Yeah. Nó nhỏ hơn nhưng mà nó dài hơn. Hả? Oh yeah. Súng còn có nhiều mà. Bữa nào dẫn em Vali đi bắn súng. Next time. Tiện đưa làm chi cho kẻ ở người đi. Ủa hôm qua nó Emily đi cắt bắp qua mà. Cắt trước không đâu, cắt sao đâu. Làm sao thấy còn dài lắm mà. Ồ. Emily. Ồ, tóc sư tử. Ồ, Edmonton hiện tại là -7 độ. Đây là chỗ của Emily sẽ đi Edmonton. À, phi trường Nanaimo các bạn là một cái phi trường rất là nhỏ, chỉ bay nội địa thôi. Nhưng mà chúng ta có đi xa nữa thì phải connect qua phi trường Vancouver. Emily đã check xong in. Giờ đi gửi hả con? Đi gửi rồi đó. Đi gửi. Chưa mà, con gửi này thôi mà, còn sớm mà. Giờ mấy giờ? Chưa mà. Sao mà? Ngoài có 45 phút. Ok. Vậy
Get a picture. Stand. Hãy quay lên nào. Rồi các bạn, bây giờ là Emily đã vào phòng chờ rồi. Bây giờ mình đi về ha. Giờ mình đi về, chào tạm biệt. Giờ chào tạm biệt nha. Giờ đi về. Bye bye. Bye các bạn nha. Bye bye. Bác, chào tạm biệt. Bye bye.